Vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại khu trưng bày bonsai của câu lạc bộ bonsai Đầm Chành, một khu trưng bày thật sự là đẳng cấp. Rất tuyệt vời. Tôi sẽ làm những cuốn video để chia sẻ với quý vị và các bạn. Vâng, đây tôi đang đứng ở phía cổng vào. Đây là cái dãy bên ngoài này. Dãy bên ngoài vì cái số lượng cây toàn là những cây rất là chất, cho nên tôi muốn chia sẻ toàn bộ với quý vị và các bạn để quý vị và các bạn cũng theo dõi các cái video để cùng thưởng lãm những tác phẩm rất là đẹp và đẳng cấp tại khu trưng bày Đầm Chành. Đây, cuốn đầu tiên chia sẻ với quý vị và các bạn là cái dãy ngoài cùng này. Hiện tại tôi đến trước ngày khai mạc một hôm, nên là những cây trưng bày đây đều chưa có biển tên. Những cột cách rất là đẹp, chất. Đây là cây sinh quê quý vị ạ. Cây sinh quê rất già. Là một tác phẩm Xanh Nam Điền, một người B. Hầu như là tất cả những cái tác phẩm được trưng bày tại đây thì đều là những cái tác phẩm được chọn lựa rất là kỹ. Mỗi một tác phẩm tôi sẽ cố gắng tôi quay chậm một chút để quý vị các bạn cùng ngắm kỹ về thân pháp cũng như là bố cục. Và một cái cốt xanh rất là già luôn. Cây cao chỉ khoảng 25 thôi quý vị. Cao chỉ khoảng 25. Cây này hai người hơi nhẹ quý vị. Thật sự khi mà bước tới khu trưng bày cũng rất là nhiều ngỡ ngàng. Một tác phẩm Xanh Nam Điền với cái cốt thân là cốt tán tầng. Đây quý vị, cái thớt tán dưới này. Đấy, thân là trục chính lên, đảo ngọn lên. Tuyệt vời. Thật sự là một khu trưng bày rất là đẳng cấp quý vị ạ. Đây là một cây xanh quê rất là già, dáng làng khá là bắt mắt, ôm một khối đá chấm thủy, thấm thủy. Đây là một bộ ba cây quý vị, ba cây được trồng ba cái chậu cũ. Tác phẩm đa thật sự là một không gian chơi rất chuyên nghiệp quý vị. Gần đây những cái đợt trưng bày liên tiếp diễn ra cho thấy cái quá trình phát triển của cây cảnh tại Việt Nam nói chung, miền Bắc nói riêng đang phát triển rất là mạnh. Cái lối chơi cây thì được chọn lựa, được đi vào cơ bản kỹ càng hơn. Những cuộc trưng bày thì ngày càng được đổi mới, quy mô tổ chức cũng như là chất lượng cây đều rất là tốt, hướng đến một cái tương lai phát triển.
cây hoa giấy kìa. Rồi, tôi sẽ hướng ống kính xa hơn một chút để quý vị và các bạn cùng hình dung cho cái quang cảnh trưng bày. Tuyệt vời. Xanh rất là sai quả và nghệ thuật. Khu trưng bày lần này thì đa số là cây cỡ nhỏ và tầm trung quý vị ạ. Một tác phẩm rất là bắt mắt này quý vị này. Tác phẩm đa thân. Rất đẹp. Trong thì cũng được trăng không lên trắng cho nên là tôn được cái vẻ đẹp của tác phẩm lên rất là nhiều đấy. Hy vọng những cuốn video này cũng truyền tải được phần nào cái nội dung mà khu vực trưng bày bonsai đầm Chảnh muốn gửi đến quý vị và các bạn yêu cây cảnh trên cả nước. Và rất mong quý vị và các bạn theo dõi kênh, bấm like, đăng ký để ủng hộ kênh. Và một cái tác phẩm Si này quý vị, tác phẩm Si rất là mịn. Cột cành rất đẹp, thân già, lu cục. Gần như là những cái tác phẩm trưng bày tại Đầm Chành đều là những cái tác phẩm cốt cách rất rõ ràng, độ tuổi. Đây là một tác phẩm xanh cổ của bạn Cường Trọng, bonsai Ninh Bình. Bạn Cường Trọng, một tác phẩm giá trị rất là cao. Cái lần trưng bày ở thủ đô đầu năm ấy, thì tác phẩm này cũng có người trả giá 700 triệu rồi, nhưng mà Cường Trọng chưa giao lưu quý vị. Tác phẩm rất là già mịn. Cây này trồng trong cái chậu đá cổ, hai người khênh thì hơi lặng quý vị. Sai rất vừa chơi. Theo một tác phẩm đề rất già. Video này tôi sẽ quay hơi dài một chút để cố gắng quý vị và các bạn thưởng lãm thật nhiều tác phẩm đẹp trong một cuốn video. Quý vị và các bạn đừng lách, vì mỗi một tác phẩm nó có những cái vẻ đẹp riêng. Cố gắng theo dõi
tượng thước phim ngắn một Bonsai TV muốn gửi gắm đến quý vị và các bạn. Ngày mai là ngày 18. Ngày 18 tháng 8 sẽ diễn ra khai mạc, quý vị và các bạn có thời gian rồi bố trí đến với khu trưng bày bonsai Đầm Chành để cùng giao lưu với anh em yêu cây. Phía trong nhà đây quý vị nhé, phía trong nhà kính này là cũng trưng bày rất là nhiều những tác phẩm. Phía trong tôi sẽ làm một cuốn video riêng để chia sẻ với quý vị và các bạn. Đây, khu trưng bày quy mô nhỏ thôi nhưng mà rất là nhiều những tác phẩm đẳng cấp. Như vậy là tôi đã quay một dãy hình chữ U đây để chia sẻ cùng quý vị và các bạn, để tiếp tục sẽ những cái cuốn video tiếp theo. Quý vị và các bạn nào còn chưa đăng ký thì xin hãy ấn đăng ký để đón nhận những video sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đồng hành cùng Bonsai TV.